Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ở video trước, như Trường Tua đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 1 không gian đền vua, nơi thờ các vị vua đầu triều Trần tại di tích quốc gia đặc biệt, khu lăng mộ các vị vua triều Trần tại xã Tiên Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả không gian văn hóa tâm linh tại khu đền Thánh nằm trong quần thể di tích đền Trần Thái Bình. Kính mời quý khán giả quan tâm theo dõi. Như chúng ta đã biết, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, ở mỗi thời kỳ, mỗi triều đại lại xuất hiện những bậc vĩ nhân, những anh hùng hào kiệt với tài thao lược cầm quân, với sách lược an dân mà đã phát huy sức mạnh đoàn kết trên dưới một lòng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn và xây dựng đất nước cường thịnh. Hoàn cảnh lịch sử. Ngược dòng lịch sử, vào thế kỷ thứ 13, trên thảo nguyên Trung Á xuất hiện một thế lực quân sự hùng mạnh như một làn sóng đen cao lớn đang muốn nhấn chìm cả châu Á lẫn châu Âu trong màn đêm của biển lửa chiến tranh xâm lược. Xuất phát từ những bộ lạc du mục nhỏ, Đại Mông cổ quốc đã được hợp nhất là đế quốc du mục lớn nhất trong lịch sử nhân loại dưới quyền lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn và trở thành một đội quân hùng mạnh lớn nhất thế giới. Bút sử có ghi lại rằng, vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu thì không cỏ nào mọc được ở đó. Tại châu Á, quân Mông Cổ đã tấn công Trung Quốc và làm nhà Tống phải đại bại. Sau đó, triều nguyên của người Mông Cổ được thành lập và tiếp tục bành trướng về phương Nam. Thế nhưng khi đến phương Nam, vó ngựa thiện chiến của Nguyên Mông dày xéo khắp nơi đã bị chùn bước đầu hàng trước thiên tài quân sự kiệt xuất của đại tướng người Việt, đó chính là quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài là anh hùng giải phóng dân tộc, là một trong 10 vị tướng tài vĩ đại của thế giới và là đức thánh trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Thần tướng giáng phàm, tương truyền thời ấy có một dải khí trắng bốc lên đến tận trời xanh. Đức thánh Tản Viên thấy vậy, biết rằng nước Nam ta sẽ có họa ngoại xâm, bèn tâu lên Ngọc Hoàng Thượng Đế xin cử thần tướng giáng phàm giúp người dân Việt. Sau đó Ngọc Hoàng đã phái Thanh Thiên Đồng Tử giáng Trần sinh hạ vào nhà thân vương làm danh tướng để sau này diệp giặc. Vào ngày lành năm ấy, trong nhà của An Sinh Vương Trần Liễu tràn ngập hương thơm và ánh sáng, cũng chính là lúc Trần Quốc Tuấn chào đời. Khi đó có một vị đạo sĩ nhờ xem thiên văn mà biết được một vị thần tướng đã giáng Trần, liền đến xin xem mặt. Đến khi nhìn thấy tướng mạo của thần tướng giáng hạ, vị đạo sĩ ấy vội lui xuống lại và nói: người này tốt lắm, về sau cứu nước giúp đời, làm sáng sủa cho non sông. Trần Quốc Tuấn thông minh xuất chúng, lại được người cha chọn những thầy giỏi nhất để dạy dỗ, nên khi lớn lên đã trở thành một người văn võ toàn tài. Chiến thắng giặc Nguyên Mông, thật đúng là trời giúp nước ta. Trần Quốc Tuấn đã trở thành anh hùng giải phóng dân tộc, làm rạng danh non sông nước Việt. Năm 1258, quân Mông Cổ xâm lược nước ta, vua Trần Thái Tông lệnh cho các tướng đem quân ngăn giữ biên giới phía Bắc theo sự tiết chế của Trần Hưng Đạo. Bằng tài cầm quân và dùng người kiệt xuất, ông đã dẫn dắt binh lính đập tan cuộc tiến công của quân Nguyên Mông, buộc chúng phải rút lui. Vào tháng 12 năm Giáp Thân 1284, nhà Nguyên cử đại tướng Thoát Hoan sang xâm lược nước ta. Trần Quốc Tuấn cho lui quân về Vạn Kiếp, hiệu triệu 30 vạn quân sĩ ngày đêm luyện tập binh mã, chờ thời cơ báo đền nợ nước. Ngài đã thảo hịch tướng sĩ văn để khuyên dạy binh tướng và chuẩn bị tất cả cho cuộc kháng chiến chống giặc. Bài hịch có đoạn viết: ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà chỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mặc bắt nạt tể phụ, thác mệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng để vét của kho quá hạn, thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi tai vạ về sau. Ta thường thấy bữa quyên ăn, nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột ra, nuốt gan uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Hịch tướng sĩ văn là một áng thiên cổ hùng văn, những câu nói tâm gan của vị chủ tướng rất hào khí và hùng hồn, khích lệ tinh thần chống giặc ngoại xâm của các tướng lĩnh, quân sĩ và nhân dân Đại Việt. Trần Quốc Tuấn là một đại tướng kỳ tài xuất chúng, ông đã soạn hai bộ binh thư gồm Binh thư yếu lược và Vạn Kiếp tông bí truyền thư để dạy bảo tướng sĩ cách cầm quân đánh giặc. Trong cuộc kháng chiến đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông ở thế kỷ thứ 13, Trần Hưng Đạo có vai trò đặc biệt quan trọng. Ông là một nhà chính trị, nhà quân sự đại tài, được nhà vua tin cậy, giao quyền lớn. Ông được phong làm quốc công Tiết Chế, thống lĩnh cả quân đội của cả nước lúc bấy giờ. Những chiến công oanh liệt ở Hàm Tử, Trương Dương, Vạn Kiếp trong cuộc kháng chiến lần thứ hai càng thôi thúc tinh thần bách chiến bách thắng cho các trận về sau. Thật đúng là Trương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu.
những chiến thắng lẫy lừng từ cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất và lần thứ hai đến những trận chiến ở Vân Đồn và huyết chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba năm 1288. Ông đã cho quân sĩ dùng hàng ngàn chiếc cọc gỗ lim được vót nhọn cắm xuống lòng sông, tận dụng lúc thủy triều lên cho thuyền nhỏ ra khiêu chiến nhử thuyền giặc vào trận thủy chiến. Đến lúc khi thủy triều xuống, ta tập trung bao vây mà tấn công ồ ạt, nhấn chìm bè lũ cướp nước dưới lòng sông đổ máu, làm nên chiến thắng lẫy lừng, bắt sống được Tích Lệ Cơ Ngọc, nguyên soái Ô Mã Nhi mà toàn bộ bộ tham mưu của giặc đã buộc giặc Nguyên Mông phải rút chạy về nước và vĩnh viễn từ bỏ tham vọng thôn tính Đại Việt. Trần Hưng Đạo là một vị danh tướng kiệt xuất của dân tộc Đại Việt, cùng với các vị tướng tài ba như Yết Kiêu, Giá Tượng, Phạm Vũ Lão, Cao Mang, Đại Hành, Nguyễn Địa Lô và bao lớp tướng sĩ đã trên dưới một lòng làm nên những chiến công hiển hách được lưu danh thiên cổ và với nhiều huyền tích đặc biệt. Với kế sách vườn không nhà trống để bảo toàn lực lượng, giặc muốn đánh nhanh thì ta đánh chậm chắc, lấy ít địch nhiều, bao vây chia cắt, ngày đêm bất ngờ tập kích làm tiêu hao sinh lực địch, cắt đứt đường tiếp viện lương thảo và quân tiếp viện, lấy đoàn binh phá trường trận, đoàn kết trên dưới một lòng chống giặc. Vừa kết hợp với sức mạnh quân sự, với sức mạnh chiến tranh nhân dân, dựa lúc khí hậu thời tiết bất lợi cho giặc và cục diện chiến trường có lợi cho ta, thời cơ thật chín mùi mà dồn hết sức phản công, tổng lực giành chiến thắng chói lọi trước kẻ thù xâm lược, đã buộc giặc Nguyên Mông phải rút chạy về nước và vĩnh viễn từ bỏ tham vọng thôn tính Đại Việt. Cả cuộc đời, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã cống hiến vì dân vì nước. Ông luôn đặt lợi ích của dân tộc, đất nước lên trên lợi ích của bản thân, gạt bỏ tình riêng để tăng cường khối đoàn kết giữa tôn tộc nhà Trần, tạo cho thế nước ở đỉnh cao mới, đủ sức đè bẹp quân thù xâm lược. Đến khi an nghỉ tuổi già tại Thái Ấp, ông vẫn luôn canh cánh về mối an nguy quốc gia trước kẻ giặc phương Bắc và hiến nhiều kế sách cho vua Trần làm quốc thái dân an. Tới khi lâm trọng bệnh, ông được vua Trần Anh Tông về thăm và hỏi kế sách giữ nước. Ông đã trả lời: "Vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy. Đại khái nó cậy trường trận, ta dựa đoàn binh. Dùng đoàn binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tầm ăn không cần thắng chóng thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyển biến như đánh cờ vậy. Tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước." Đến khi sắp mất, ông dặn dò con cháu rằng: "Ta chết thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn an lạc, rồi san lấp mà trồng cây như cũ để người đời không biết chỗ nào, lại phải làm sao cho mau phục." Vào mùa thu ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý 1300, Trần Hưng Đạo đã qua đời ở trang viên riêng tại Vạn Kiếp. Sau khi ông mất, triều đình phong tặng là Thái Sư, Thượng Phụ, Quốc Công Tiết Chế, Nhân Võ Hưng Đạo Vương. Nhân dân vô cùng thương tiếc người anh hùng dân tộc đã có công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc. Nhân dân ta đã lập đền thờ ông ở nhiều nơi, muôn đời thờ phụng. Nhân dân ta kính trọng vinh danh ông là Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương, Đức Thánh Trần. Ngài hiển thánh, trong lịch sử và văn hóa Việt Nam, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã giữ một vị trí hết sức đặc biệt. Từ một danh tướng của Vương Triều Trần, ông đã vươn lên đến một biểu tượng văn hóa, trở thành Đức Thánh Trần trong đời sống tâm linh tín ngưỡng của người Việt. Ông được triều đình nhà Trần cho lập đền thờ ngay khi còn sống, gọi là Sinh Tử, và được đích thân Thượng Hoàng soạn văn bia lưu danh ngàn đời, một con người có tài, có đức, tài cao đức trọng, luôn vì dân vì nước. Theo đánh giá về người anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta đã viết: "Những chiến công đánh bại đế quốc Nguyên Mông, những cống hiến trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và nghệ thuật quân sự của Trần Quốc Tuấn đã đưa ông lên hàng anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự Việt Nam, xứng đáng là một danh nhân quân sự tầm cỡ thế giới. Với tài năng chính trị, quân sự kiệt xuất, với tấm lòng tận trung với vua, với nước, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã cùng triều đình nhà Trần và quân dân Đại Việt bảo vệ trọn vẹn độc lập dân tộc, đưa triều đại nhà Trần lên hàng triều đại thịnh trị trong lịch sử trung đại, để lại những bài học lịch sử có giá trị về dựng nước và giữ nước, những thành tựu về võ công văn trị, những giá trị vật chất và tinh thần thời Trần đã làm vẻ vang lịch sử dân tộc, là niềm tự hào to lớn của Tổ quốc ta." Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được nhân dân tôn kính là Đức Thánh Trần, có hàng ngàn đền thờ trên khắp ba miền đất nước thờ ngài. Ông trở thành vị thánh phù hộ cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước và giúp dân trừ tà sát quỷ, cứu độ muôn dân. Từ câu chuyện diệt trừ Bá Linh tức Phạm Nhan,
Tên tướng giặc rất giỏi tà thuật, có phép ẩn hiện khôn lường như phù thủy. Nhân dân luôn tin tưởng Thánh Trần sẽ hiện thân diệt trừ tà giúp an dân. Chuyện kể rằng, sau khi đất nước Thái Bình, Trần Hưng Đạo về nghỉ ngơi tại Vạn Kiếp. Một hôm dạo chơi trên sông, ông dùng thuyền rút kiếm và nói: "Thanh kiếm này đã gắn bó với ta cả cuộc đời, đã từng dính máu nhiều quân giặc Tháp, đã phải bôi phân gà sáp, vôi tôi và bù hóng bếp để chém đầu tên Phạm Nham dơ bẩn. Nay nhờ nước sông gột rửa sạch những vết nhơ." Nói rồi, ngài thả kiếm xuống dòng sông. Về sau, trước đền Kiếp Bạc có nổi lên một bãi bồi chạy dài, giống hình lưỡi kiếm. Nhân gian quen gọi đó là Thanh Kiếm Thần của Đức Thánh Trần. Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước với những ngôi đền lớn như đền Kiếp Bạc, đền Trần Nam Định, đền Trần Thái Bình, đền Na Xảo, đền Trần Thương và biết bao ngôi đền khác trên khắp giải đất hình chữ S đã tồn tại vĩnh hằng trong tâm thức của các thế hệ người dân Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin dừng lời. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video clip này. Xin mến chào và hẹn gặp tất cả quý vị, anh chị và các bạn vào các chương trình lần sau.